Bây giờ chúng ta sẽ tăng cần ga lên và giật nổ máy. Các bạn nhớ là khi giật nổ thì chúng ta sẽ mở e gió. Tiếp theo là ta sẽ tăng ga lên và mở van nước. Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Đến với video lần này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng của Oshima, model là 30FFP. Bây giờ chúng ta cùng mở thùng để xem bên trong có những phụ kiện và chiếc máy này như thế nào nhé. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các phụ kiện của máy phun phân 30FFP. Đây là dây đeo, ống cong, đầu phun, đĩa lọc dùng để phun nước, bình pha xăng, cối chiên lớn, khóa mở uri, khóa mở, bộ tay cầm, tay cầm, bếp xịt, cổ dây nhỏ, đầu nối nước, khóa van nước, ống cao su dẫn nước từ trong bình ra đầu nối, ống dẫn nước ra đầu xịt, ống dẫn hơi để tạo áp lực cho bình, xét nguyên nhân sử dụng. Đây là ống nhúng, đây là lọc rác, nắp bình và ron cao su. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp ráp chiếc máy phun phân này. Đầu tiên thì ta sẽ lắp ống nhúng vào trong thân máy. Chúng ta dùng một cái củi dây lớn để siết chặt lại. Chúng ta dùng khóa để siết chặt củi dây. Tiếp theo thì ta sẽ lắp ống cong vào trong ống nhúng và lắp luôn tay cầm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp tay cầm. Bây giờ chúng ta sẽ lắp dây đeo.
mở khóa dây đeo và lắp vào trên khóa chốt. Tương tự với dây còn lại. Một đầu móc khóa là sẽ móc vào phía dưới của điện lưng. Sau đó thì ta sẽ gắn vào cuối của đầu ống phun. Vâng, như vậy là tôi đã lắp ráp xong các phụ kiện để dùng chức năng xịt nước cho máy 3WF SB. Bây giờ tôi sẽ đeo lên lưng cho các bạn xem hình ảnh thực tế. Vâng, như vậy là tôi đang đeo trên lưng bình phun vân xịt nước 3WF SB. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.